nói bé cháu nó buồn. Nó là gì? Cháu không nhận được cái này đấy. Tốt nhỉ. Đấy, người xem. Ladies and gentlemen, welcome to VNG Stadium for today's match of the AFC Under 20 Women Asian Cup 2024 qualifier round 1 between Vietnam and India. Xin nhiệt liệt chào đón quý vị đại biểu, quý vị khán giả tới sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ dự khán trận đấu ngày hôm nay giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Ấn Độ. Here are the team lineup for Vietnam team. Player number 2, Hồ Thị Thanh Thảo. Number 5, Lê Thị Bảo Trâm. Number 6, Hoàng Thị Ngọc Ánh. Number 7, Trần Nhật Lan. Number 8, Vũ Thị Hoa. Number 10, Ngọc Minh Chuyên. Number 11, Lưu Hoàng Vân. Number 12, Danh Thị Kiều My. Number 14, Tạ Thị Thủy. Number 16, Nguyễn Thị Quỳ Nhi. And number 20, Nguyễn Thị Hải Nhân. The substitutes are player number 1, Nguyễn Phương Thảo. Number 3, Lưu Như Quỳnh. Number 4, Lý Linh Trang. Number 9, Đặng Thị Duyên. Number 13, Hồng Như Hoa. Number 15, Bùi Thị Phương Nguyên. Number 17, Đỗ Thị Ảnh Vi. Number 18, Đào Thị Hồng Trâm. Number 19, Nguyễn Phương Anh. Number 21, Hà Thị Minh Ánh. Number 22, Nguyễn Thị Mai Hương. And number 23, Trương Cẩm Ly. The head coach is Mr. Akira Nishiri from Japan. Number 4, Silky Devi. Number 5, Aston Orao. Number 6, Avina Devi.